Các bệnh lý thường gặp ở gan và chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Như chúng ta đã biết, gan là nội tạng lớn nhất trong cơ thể, đảm nhiệm hàng trăm nhiệm vụ mỗi ngày với chức năng chính đào thải chất cặn bã, thì gan cũng gánh chịu nhiều sự tấn công của virus vi khuẩn, độc tố từ thức ăn, thức uống, môi trường, vân vân và tạo ra các nguy cơ bệnh cho cơ quan này. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu một số bệnh lý phổ biến và chế độ dinh dưỡng phù hợp để khắc phục những tổn thương ở gan. Viêm gan Viêm gan là bệnh lý viêm nhiễm ở gan do tác nhân virus hoặc không phải virus, khiến gan giảm đi các chức năng vốn có. Bệnh viêm gan do virus có 5 loại cơ bản, lần lượt là viêm gan A, B, C, D, E. Trong đó, viêm gan B, gọi là HPV, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng suy gan, sơ gan, ung thư gan và gây tử vong cao trên thế giới. Trong khi đó, viêm gan ngoài virus là do sự nhiễm độc rượu bia, thuốc hoặc các hóa chất độc hại khác. Hầu hết các loại viêm gan đều lây nhiễm ở mức độ cấp tính, mãn tính hoặc cả hai. Các triệu chứng chung để nhận biết gồm có vàng da, vàng mắt, đau bụng đi ngoài, nước tiểu sẫm màu, nôn ói, chán ăn, đau cơ khớp, vân vân. Hiện nay, tiêm chủng vaccine là cách phòng ngừa viêm gan hiệu quả an toàn và phù hợp với đa số đối tượng. Gan nhiễm mỡ Khi lượng mỡ trong gan ứ động vượt mức 5% trọng lượng của gan thì được gọi là gan nhiễm mỡ. Đây là bệnh lý thời hiện đại do chế độ ăn uống bất hợp lý, thừa cân béo phì, sinh hoạt thụ động, nghiện rượu, tâm lý áp lực, vân vân gây ra các tổn hại cho gan và có thể biến chứng thành viêm gan, sơ gan. Một số triệu chứng cơ bản khi bị gan nhiễm mỡ như đau bụng, đau cổ vai, nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ, dễ nổi cáu, vân vân. Tuy nhiên, các dấu hiệu trong giai đoạn ủ bệnh thường không rõ ràng nên khó phát hiện để điều trị kịp thời. Hiện tại, bệnh lý gan nhiễm mỡ chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên phương pháp khả thi nhất là thực hiện lối sống lành mạnh, dinh dưỡng khoa học, hạn chế chất kích thích, giảm cân nặng, vân vân. Sơ gan đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất ở gan do hiện tượng các tế bào khỏe mạnh bị thay thế bằng các giải sơ, mô sẹo, khiến cho chức năng của gan bị suy giảm hoặc biến mất hoàn toàn. Các nguyên nhân gây sơ gan như lạm dụng rượu bia, virus viêm gan, biến chứng của gan nhiễm mỡ. Trong thời gian khởi phát thường không xuất hiện triệu chứng gì cho đến khi người bệnh cảm thấy vàng da, phù nề cổ trướng, chảy máu cam và máu chân răng, mệt mỏi, kém ăn, giảm sinh lý tình dục, thậm chí nôn ra máu thì bệnh đã đến giai đoạn nặng. Hiện nay, sơ gan chưa có phương pháp điều trị triệt để Người bệnh chỉ có thể làm chậm diễn tiến bệnh bằng cách bỏ rượu bia, tìm kháng sinh, kiểm soát chảy máu từ giãn tĩnh mạch thực quản, áp dụng chế độ ăn uống kiêng khem. Ung thư gan. Ung thư gan là hiện tượng các tế bào ác tính phát sinh tại mô gan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan mà không rõ nguyên nhân bệnh. Tế bào ung thư có thể lây lan sang các bộ phận khác và gây nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường, bệnh nhân ung thư gan chỉ sống được trong vòng 3 đến 6 tháng và hiếm có trường hợp sống được đến 5 năm biểu hiện trong giai đoạn đầu của bệnh rất âm thầm. Khi phát tác, người bệnh trở nên vàng da, vàng mắt, phân nhạt màu, nước tiểu đậm, đau bụng, sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, vân vân. Việc điều trị ung thư gan phụ thuộc vào thời gian mắc bệnh. Người bệnh có thể dùng thuốc để tiêu diệt và ngăn chặn tế bào ung thư phát triển, phẫu thuật cắt bỏ phần gan có khối u và ghép gan, vân vân. Trong đó, phòng ngừa và kiểm soát các bệnh lý về gan ngay từ đầu như viêm gan B, sơ gan là cách để tế bào ung thư không phát sinh và tồn tại được. Thực đơn ăn uống cho người bệnh gan, thực phẩm nên ăn, rau củ quả tươi, tăng cường các loại rau xanh đậm màu, củ quả có màu cam, đỏ và trái cây giàu vitamin A và C như rau cần, súp lơ, rau bồ ngót, rau má, bí đỏ, cà rốt, cà chua, chanh, bưởi, cam, dâu tây. Thức ăn chứa đạm, cung cấp một lượng hợp lý các thực phẩm chứa protein có lợi từ sữa, ít béo hoặc tách béo, sữa chua, phô mai tách béo, hải sản, trứng, đậu hũ, thịt da cầm, các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu tương, đậu nành. Chất béo không bão hòa hoặc dầu thực vật. Thay thế chất béo từ mỡ động vật bằng việc dung nạp các chất béo từ thực vật như dầu mè, dầu nành, dầu hướng dương, dầu đậu phộng, vân vân Thức ăn có lượng đường bột thấp. Lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường bột thấp như gạo lứt, ngũ cốc thô, các loại đậu, khoai củ, uống nhiều nước lọc, duy trì lượng nước từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày để tăng cường trao đổi chất và thanh lọc độc tố ở gan. Thực phẩm nên kiên cử, thức ăn nhiều muối và cay nóng, hạn chế đồ ăn có nhiều gia vị như thức ăn đóng hộp, đồ ăn nhanh, các gia vị cay nóng như ớt, tiêu, gừng, các loại thịt muối. Thức ăn nhiều đường, không uống nước ngọt, ăn các loại hoa quả nhiều đường như sầu riêng, mít. Thức ăn chứa cholesterol cao, mỡ động vật. Hạn chế ăn mỡ động vật và thực phẩm có cholesterol cao như da bì, lòng đỏ trứng và nội tạng động vật. Rượu bia và các chất kích thích. Nói không với bia rượu và các chất có chứa caffeine để ngăn chặn các biến chứng khôn lường của bệnh gan. Tóm lại, chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và thăm khám tại bác sĩ ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường của gan. Các bệnh lý ở gan có thể ngăn ngừa và kiểm soát được trong giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp và luyện tập thể dục để phục hồi lại chức năng gan nhanh chóng. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.